Một trong cấu trúc nói tiếng Anh thông dụng phần số 28, need doing something. Need doing something. Cần được làm gì đó. His shirt needs washing. His shirt needs washing. Áo sơ mi của anh ấy cần được giặt. Our kids need cleaning. Our kids need cleaning. Những đứa trẻ cần được tắm. My house needs cleaning. My house needs cleaning. Ngôi nhà của tôi cần được lau dọn. My girlfriend needs sleeping. My girlfriend needs sleeping. Bạn gái tôi cần được ngủ.